Xin chào cả nhà. Sau khoảng 3 năm vì dịch Covid, bây giờ đã được lần đầu tiên sau dịch được bay đi ra khỏi tỉnh bang và đi đến vùng Bắc Cực của nước Canada là Yellowknife để thưởng thức một trong những kỳ quan đặc sắc ở đất nước này. Đây là sân bay của Vancouver, Canada. Thời tiết của Canada cũng chuyển dần ấm cho mùa xuân, tuyết cũng đã tiêu tan hết. Đây là ăn sáng ở sân bay của Vancouver, Canada. Và đây là thành phố Edmonton của tiểu bang Calgary. Từ Vancouver mà đến sân bay này thì bay khoảng 1 tiếng rưỡi. Thành phố Edmonton thì lạnh hơn Vancouver, cũng còn có tuyết rất là nhiều nơi này. Mình đang dời chuyến bay từ Vancouver đến Edmonton và Edmonton sẽ đi đến Yellowknife của Canada. Sẽ đi trên chuyến bay Canadian North và đây là những người đang dời hành lý và chuyến bay kế tiếp để được đến Yellowknife. Từ Edmonton mà đến Yellowknife thì khoảng 1 tiếng 45 phút mới đến nơi. Rồi chuyến bay của mình chuẩn bị cất cánh, giờ đang rời ra nơi bay. Canadian North sẽ đưa cho du khách đến thành phố Yellowknife của tỉnh bang Northwest
territory của Canada. Và chuyến bay đã cất cánh bay lên không trung của thành phố Edmonton của Canada. Nơi này cũng khá nhiều tuyết so với thành phố Vancouver. Và đất ở nơi này là đồng bằng, ít có đồi núi và cây cối hơn ở tỉnh bang BC, Canada. Chuyến bay đã cất cánh lên cao và đang ở trên tầng mây. Thời tiết của thành phố Edmonton hôm nay khá đẹp, trời nắng và rất là sáng. Khi bay khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chuyến bay cho khách hàng dùng bữa ăn trưa ở trên chuyến bay này. Và đồ ăn trưa cũng khá ok. Những cái wrap, cái bánh cuốn này với lại thịt bò và rau cải
và cái thêm cái salad. Và miếng bánh chocolate. Và thêm nước uống những gì mà mình muốn, họ cho nguyên cả lon. Đồ ăn cũng khá vừa miệng. Bánh cuốn thịt bò và rau salad, rau cải. Sau hơn một tiếng đồng hồ bay trên không thì đã đến vùng biên giới của tỉnh bang mới. Nơi đây có thể trông thấy phủ trắng đầy tuyết vì là Bắc Cực của Canada. Đi về hướng Northwest Territory cho nên cả nhà sẽ thấy dễ dàng khắp nơi phủ trắng một màu tuyết. Now it's time for snack, the last 20 minutes before arrival. And we are having cookies and drinks, tea. 20 phút trước khi đến tỉnh bang Northwest Territory và thành phố Yellowknife thì chuyến bay cho ăn đồ ăn tráng miệng, đó là bánh cookies và cà phê hay là trà. Đấy, cả nhà thấy một vùng màu trắng, đó là những cái hồ, những cái sông đã đông thành đá và tuyết phủ lên trên. You are looking at a frozen lake down below that's all white and covered with snow. Chuyến bay chuẩn bị hạ cánh đến nơi thành phố Yellowknife, nơi Bắc Cực của Canada.
thành phố Yellowknife là thủ đô của tỉnh bang Northwest Territory. Nơi này cũng có khá đông người. Khoảng hiện tại là 20.000 người dân đang cư ngụ nơi này. Phần đông là người da đỏ và người Nhật. Đã đến sân bay của Yellowknife, cũng khá nhỏ, và bây giờ đang di chuyển đến khách sạn nơi mình ở. Nó là Nova Hotel. Đây là cảnh bên trong của phòng. Rồi chia nè. Chia cái đi qua cái nó đi. Cái này là uống bẩn gì uống mà không hút à? Ông hút. Lấy anh muốn liếm anh muốn làm gì làm chia sữa. Hình như là nãy làm ngon hơn đợt trước vậy. Dạ, phải té chứ. Ủa nó làm gì cũng ngon à. Thôi, tự nhiên đi bà khách. Action mọi người. The only thing that burned down is him. Yeah, you just don't do it right on the road. No, no. Oh, okay. On the road. Off the road, yeah. Yeah. Not on the road. Yeah. Okay, thank you. Mấy người này đỏ lắm mày, còn đi vô tiệm này nữa. Chịu hết nổi luôn. Ê, đúng rồi, muốn đỏ rồi còn phải đẹp vô tiệm rượu nữa. Ngọt ngọt ấm ấm hả? Ừ, cái này ngọt. Em muốn rồi. Anh em mình nhầm một chai bé bé, anh em mình còn mấy bà uống gì, mấy bà uống. Hay là uống hơi mạnh. Sau khi ăn tối thì cũng ghé qua tiệm rượu để mua vài món nhâm nhi để mà chuẩn bị tinh thần cho tối nay. Actually, this one is pretty good. Yeah, rum, yeah. Yeah, it's pretty good. Rồi, cả nhà nhớ đón xem những phần kế tiếp nhé. Rất là thú vị. Xin chào và tạm biệt.